Kính thưa cộng đoàn, ngày 15 tháng 8 năm 1217, Cha Thánh Đa Minh đã sai 16 anh em tiên khởi, từng hai người một, đi đến nhiều nước ở châu Âu để loan báo tin mừng và thành lập các trung tâm học vấn. Biến cố ấy vẫn được gọi là ngày lễ ngũ tuần của dòng anh em giảng thuyết. Trải dài suốt 8 thế kỷ qua, dòng anh em giảng thuyết vẫn không ngừng đón nhận thêm nhiều ơn gọi mới, can đảm đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và sống theo linh đạo giảng thuyết ân sủng. Có biết bao tâm hồn đã quảng đại dâng hiến trọn vẹn cuộc đời mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ cho phần rỗi các linh hồn. Hôm nay, hòa chung với niềm vui của toàn thể hội thánh mừng kính đại lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tỉnh dòng Nữ Vương các Thánh Tự Đạo Việt Nam hân hoan có thêm 11 anh em tuyên khấn trọng thể trong dòng. Đây là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã thương ban cho tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam và cũng là niềm vui tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa của quý anh em sắp tuyên khấn và cũng là của quý gia đình, thân nhân và ân nhân của các anh em. Sau một thời gian sống ơn gọi Đa Minh với sự hướng dẫn của quý bề trên, quý cha giáo, bằng đời sống cầu nguyện và học hành theo đặc sủng của dòng, hôm nay anh em sẽ can đảm nói lên lời cam kết vĩnh viễn của mình để dấn thân phục vụ Thiên Chúa và tha nhân qua linh đạo của người tu sĩ Đa Minh. Anh em đã quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa và sẵn sàng thưa: này con xin đến để được sai đi rao giảng tin mừng, đem lời chân lý đến với muôn dân. Từ đây, anh em sẽ thuộc về Thiên Chúa cách trọn vẹn và trở nên khí cụ hữu hiệu trong bàn tay quan phòng và yêu thương của Người
để tin mừng được vang xa khắp tận cùng thế giới. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Chính Nữ Maria, Cha Thánh Đa Minh, tuôn đổ muôn ân lành xuống trên anh em, để anh em luôn sống hồng ân trung tín và niềm vui kiên trì của người môn đệ theo Đức Kitô. Kính thưa cha ở trên, kính thưa quý cha giáo và kính thưa quý ông bà cố. Hôm nay con được thay mặt cho 11 ông bà cố của 11 anh em của gia đình của chúng con và các thầy, xin chân thành ra mắt cha bề trên và quý cha. Chúng con rất hân hạnh được hôm nay tỉnh dòng mời chúng con tới đây để tham dự thánh lễ khấn trọng của các thầy. Đó là một niềm vinh hạnh nhất của quý ông bà cố chúng con. Chúng con cũng không biết nói gì hơn nữa, bởi vì chúng con gửi gắm con của các con tới đây để học các cha chỉ dẫn và để cho các thầy được tiếp bước theo bước đường của cha Nam Minh. Chúng con cũng đặt hết niềm tin tưởng ở quý cha đã hướng dẫn và cho các thầy cho tới ngày hôm nay và còn những ngày sau nữa, bởi vì đó là niềm vinh hạnh nhất của chúng con mà các cha đã yêu ái dành cho con của chúng con trong ngày hôm nay, và cũng là dịp để cho tất cả ông bà cố chúng con cũng cửa biết nhau trong tình huynh đệ, trong tình hiệp thông của tỉnh dòng. Vậy một lần nữa chúng con không biết nói gì hơn, chúng con xin cầu chúc quý cha được luôn luôn an mạnh, bình an và tràn đầy ơn Chúa Ba Ngôi, và các cha luôn luôn đi theo đúng linh hướng của Thánh Tổ Phụ Đa Minh. Đó là lời ân cần và quý mến nhất của chúng con gửi tới quý cha. Và chúng con cũng có một món quà nho nhỏ để kính biếu quý cha. Đây là kỷ vật của tất cả ông bà cố chúng con kính gửi lên quý cha, mong quý cha vui nhận. Con xin có đôi lời một chút thôi để giới thiệu, sau đó thì con kính mời bà cố tổ. Con xin giới thiệu bên cạnh con đây là cha Phêrô Nguyễn Thế Truyền, là cha giám sư sinh viên, hay là gọi là cha giáo của các thầy, cha giáo chính. Bên cạnh đó là cha Giuse Đinh Tuấn Hậu, là cha, và cha bên cạnh nữa là cha Phêrô Trần Hưng Vĩ Quang, là hai cha phụ tá của cha giáo, để chăm sóc cho các thầy ở trong đoàn, ở trong học viện. Thì đó là con xin giới thiệu là hai ba cha là phụ trách trực tiếp cho các thầy. Vâng, và giờ đây thì con kính mời quý bà cố và quý cha cùng ngồi đi, để con có một chút được chia sẻ với quý ông bà cố. Kính thưa bà cố, có thể nói giây phút này là giây phút đặc biệt. Và con nói là đặc biệt bởi vì có lẽ trong đời chỉ có một lần, nó vắng gọn trong vòng 5-10 phút này, nhưng mà trong đời chỉ có một lần. Tại sao con nói như vậy? Bởi vì đây là cái lúc mà chúng con được gặp gỡ ông bà cố trong một lớp thân trọn đời đầy đủ, và chứ còn sau đó thì chúng con có thể là không thể gặp một lượt tất cả các ông bà cố trong một lớp. Mà con xin đưa là có khi đến thăm nhà ông bà cố thì một cái dịp nào đó đi thăm, mà có khi cũng không được gặp ông bà cố nữa. Thì con đã ước mong ở nhà dòng này là một năm thì được gặp ông bà cố một lần trong toàn thể nhà dòng, nhưng tổ chức được có một lần thôi thì không thể làm được nữa. Vì thứ nhất là đông anh em chúng con thì là con cái ông bà cố ở khắp các vùng miền, mà ngày để họ mặt tụ lại thì ông bà cố cũng bận rộn,
hoặc là cũng không có sức khỏe để đi đi xa vào đây thì không được. Mà vì vậy cho nên chúng con làm được một lần chúng con không làm được nữa. Không phải là vì thầy đọc không muốn đón, mà cả chúng con và cả ông bà cô cũng không thể thực hiện được điều đó. Cho nên giây phút này là giây phút đặc biệt, có một sự gặp gỡ giữa nhà đọc và ông bà cô. Cái điều thứ hai, ngày hôm nay là lễ tuyên khấn trọn đời, khấn trọng trọn đời. Các thầy ngày hôm nay thuộc trọn đời nhà đọc, cho nên gia đình cũng là gia đình của nhà đọc, mà nhà dòng cũng là gia đình của bà cô. Nó có một cái dây liên kết một cách mật thiết. Cho nên điều đầu tiên là con thay mặt cho tất cả anh em trong nhà dòng để có lời chúc sức khỏe đến quý ông bà cô. Xin Chúa ban cho bà cô được một năm sắc bệnh, những ông bà cô lớn tuổi hay là đang đau bệnh thì xin Chúa nâng đỡ để ông bà cô biết dâng tất cả những cái đau bệnh, những cái khó khăn của mình cho Chúa. Xin Chúa cũng chúc lành cho tất cả thân quyến, cho tất cả mọi người trong gia đình của bà cô. Bởi vì khi anh em thân trọng thì bố mẹ của anh em là bố mẹ của mình. Đó là điều quan trọng, cho nên chúng con xin chúc sức khỏe cho bà cô, và chúng con cũng xin dâng tất cả những lời cầu nguyện, những cố gắng, những hy sinh của chúng con cầu nguyện cho ông bà cố, để cho bà cố luôn luôn cảm thấy có sự nâng đỡ. Và xin ông bà cố cũng cầu nguyện cho chúng con thương các thầy trong nhà thế nào thì xin yêu bà cố thương chúng con như vậy, để chúng con của chú mời gọi để phục vụ và học hành thầy tu sĩ của dòng Đức Minh, thầy linh mục của Chúa để phục vụ hội thánh. Thì ông bà cố xin cũng cộng tác với chúng con bằng lời cầu nguyện và những hy sinh, để cho những thành quả mà nhà dòng đã kỳ vọng ở nơi tất cả anh em chúng con, đặc biệt là các thầy thánh ngày hôm nay là con gái bà cố, được thu hoạch những điều tốt đẹp dành cho Chúa, cho hội thánh. Nên là con xin nói đôi lời kính chúc sức khỏe ông bà cố, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Ở đây thì cảm ơn Sao Lê Trên, xin kính chào các bà cô. Thì trong số các bà cô đây thì các bà cô cũng được biết họ, được biết thông nhạc rồi. Thì là bà cô của thầy Quang, nhà của thầy Sơn, nhiều bà cô cũng con đã đến gặp mặt rồi. Thì bây giờ cho chúng con, bà anh em chúng con đi bắt tay một vòng để mà nhận mặt nhau, rồi chúng ta chuẩn bị ra để làm việc vấn đề. Thank you.
nguyện trở nên lễ vật hiến tế trước nhan ngài. Chúa đã gọi con đi theo tình ngài. Chúa đã gọi con đi làm vườn nho Chúa. Ôi thân con Chúa biết con sạch trong. Đôi môi con Chúa ơi vương vấn nhớ. Yêu thương con, ngài thánh hiến con trong ngựa hồng. Những bước chân đi về nhà Chúa, hồn lâng lâng. Đây lễ đời con, dâng tròn về Chúa, Chúa ơi. Đây xác thân tuổi xuân, nguyện trở nên lễ vật hiến. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thiên cung hoan hỷ đón rước mẹ lên trời. Mẹ vượt lên trên chín phẩm thần thân, chân đạp mặt trăng mẹ tỏa ánh dạng người. Hào quang sáng chói gieo rất lời người khen. Một nơi ca hát đứng nơi chính uy quyền, mẹ về thiên cung giữa trời rừng sáng. Nhân chân mừng vui mẹ tuyệt mỹ huy hoàng, mẹ lên thiên cung khoác anh hồng rực rỡ. Thiên cung hoan hỷ đón rước mẹ lên trời. Mẹ vượt lên trên chín phẩm thần thánh, chân đạp màn trăng mẹ tỏa ánh rạng ngời. Hào quang sáng chói gieo rất lời người khen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Sau khi hoàn tất cuộc hành trình trên dương thế, Đấng vô nhiễm nguyên tội, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Trời, đã được Thiên Chúa ân thưởng và rước lên hưởng vinh quang trên thiên quốc cả hồn lẫn xác. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đấy là những lời quan trọng, những lời định tín tuyên xưng của Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 khi Ngài công bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời vào ngày 1 tháng 11 năm 1950. Tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời được Hội Thánh đón nhận và long trọng cử hành trong thánh lễ ngày hôm nay là niềm vui, niềm hân hoan và niềm hy vọng chắc chắn của chúng ta. Niềm hy vọng cho chúng ta để chúng ta bước đi theo Chúa, theo Mẹ trên hành trình trên dương thế này. Một ngày nào đó chúng ta cũng hoàn tất cái cuộc hành trình của đời mình. Chúng ta cũng được hưởng vinh phúc với Mẹ Maria, với Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng sự chết, chiến thắng tử thần, đã phục sinh, là hoa quả đầu mùa để mở lối dẫn đường cho chúng ta về trên thiên quốc cả hồn lẫn xác. Đó là niềm vui của chúng ta trong ngày đại lễ hôm nay. Và trong ý nghĩa, trong niềm vui đó, tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam ngày hôm nay dâng thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ để cầu nguyện cho 11 người anh em trong tỉnh dòng ngày hôm nay tuyên khấn trọng thể. Chúng ta cầu nguyện và cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, qua lời chuyển cầu của Cha Thánh Đa Minh, ban cho các anh em được hồng ân trung tín và niềm vui kiên trì để bước đi hoàn trọn
cuộc đời hành trình sứ vụ của mình. Với tất cả ý nguyện đó, chúng ta giờ đây cùng thành tâm sám hối xin Chúa thứ tha mọi thiếu sót và lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con cả người Chúa, chúng con chung cùng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn xác Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm là thánh mẫu của con Chúa. Xin cho chúng con hằng biết hướng lòng về phúc lộc quê trời, để mai sau được cùng thánh mẫu chương chung hưởng vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy đền thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra và hòm bia giao ước xuất hiện trong đền thờ.
rồi có điểm lớn xuất hiện trên trời. Một người phụ nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điểm khác xuất hiện trên trời, đó là một con mãng xà đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng. Trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con mãng xà đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con, một người con trai. Người con này sẽ dùng trường sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của người giờ đây cũng biểu dương quyền bính. Đó là lời Chúa. Điềm trang lộng lẫy toàn vàng Ophia, điềm trang lộng lẫy toàn vàng Ophia. Hãy đến phố phục thờ lạy Đức
đức thánh vương, tôn vinh người đứng chúa của muôn nước, tôn vinh người, người là chúa của bao. Đoàn rước nghe từng bừng hân hoan tiến vào tận thánh cung, vang cung đàn tung hô mừng đức chúa, vang cung đàn ngợi khen chúa chi tôn. Đức Kitô, rồi đến lượt những kẻ thuộc về người. Bài chích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã ăn giấc nghèn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đời với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình, mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất. Khi người đã tiêu diệt hết mọi quyền thần, mọi quyền thần về mọi dũng thần, rồi treo vương quyền lại cho Thiên Chúa là cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào,
thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật là có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Bắt đầu nghi thức tuyên khấn trọng thể, cha giám sư sinh viên sẽ giới thiệu với cha giám tỉnh những anh em xin khấn trọng hôm nay. Kính thưa cha giám tỉnh, sau đây là 11 anh em đã được chấp thuận cho tuyên khấn trọng thể trong dòng của chúng ta. Thầy Giuse Phan Minh Sơn, thầy Đa Minh Nguyễn Công Hàm, thầy Francisco Xavier Phan Thiên Quang, thầy Giuse Nguyễn Phú Quý, thầy Đa Minh Nguyễn Công Thuấn, thầy Phêrô Hoàng Khanh Nguyễn Ngọc Thạch, thầy Thomas Trần Minh Thắng, thầy Giuse Nguyễn Bảo Hoàng, thầy Giuse Đào Duy Hiếu, thầy Giuse Nguyễn Khải Hoàn và thầy Đa Minh Nguyễn Anh Vũ. Anh em thân mến, anh em muốn xin điều gì? Mời anh em đứng lên. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là những lời của Đức Trinh Nữ Maria trong bài ca Magnificat mà chúng ta vừa nghe. Bài ca này
gợi nhắc cho chúng ta về một bài ca khác ở trong Cựu Ước của bà Anna và ông Elkana trong sách Samuel quyển thứ nhất. Bà Anna đã sống trong cảnh tủi nhục suốt nhiều năm tháng bởi vì bà son sẻ không sinh con. Bà bị nhạo cười, bị chế giễu, bị phỉ báng. Và cái chỗ dựa duy nhất của bà là Đức Chúa. Bà đã lên đền thờ cầu nguyện với Đức Chúa, cầu nguyện lâu giờ. Và Đức Chúa đã đoái thương, Đức Chúa đã rủ lòng thương xót, đã nhận lời bà để cho bà một người con trai, cậu bé Samuel chào đời. Khi con trẻ đến ngày cai sữa, bà đưa con lên đền thờ để dâng cho Đức Chúa dưới sự hướng dẫn của thầy cả Eli. Và trong ngày đó, bà đã mở miệng cất lên bài ca tạ ơn: tâm hồn con hoan hỷ vì Đức Chúa, nhờ Đức Chúa con ngẩng đầu hiên ngang. Con mở miệng nhào báng quân thù: vâng, con hân hoan vui sướng vì được Ngài cứu độ. Nếu chúng ta đọc và so sánh cái bài ca của bà Anna với bài ca Magnificat của Đức Trinh Nữ Maria trong Tin Mừng của Thánh Luca hôm nay, chúng ta thấy có nhiều nét tương đồng. Tuy nhiên, như lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, bài ca của Đức Trinh Nữ Maria trỗi vượt hơn bởi vì nó được tác động, được linh hứng bởi thần khí và được thốt ra trên môi miệng của đấng vô nhiễm nguyên tội và hết mực khiêm tốn. Đức Giáo Hoàng nói, bài ca đó được cất lên giống như những lời thơ, và những lời thơ đấy dệt nên một bức tranh tuyệt đẹp trên tấm vải, mà ở trong đó từng mũi kim, từng đường chỉ là lời của Thiên Chúa được mặc khải trong Cựu Ước và được công bố trong dòng chảy của lịch sử cứu độ. Bài ca ấy chúng ta nhìn vào, bức tranh ấy chúng ta chiêm ngắm, chúng ta thấy nó đẹp, nó hoàn mỹ, nó phong phú và vô cùng giàu ý nghĩa. Trong thánh lễ ngày hôm nay, tôi xin mời cộng đoàn cùng chiêm ngắm hai cái nét đẹp ở trong bức tranh này. Cái nét đẹp thứ nhất, đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Có thể nói rằng lòng thương xót ấy được ví như cái gam màu nền cho toàn thể bức tranh. Và lòng thương xót đấy, hơn ai hết, Đức Mẹ cảm nhận một cách sâu xa. Đức Mẹ ý thức được cái thân phận của mình. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện ở trong Tin Mừng qua biến cố truyền tin, Mẹ đã tự nhận mình là nữ tỳ thấp hèn. Và lần cuối cùng ở trong sách Công Vụ Tông Đồ, Đức Mẹ vâng theo lời của Chúa Giêsu để cho Thánh Gioan đón người về và luôn luôn ở với nhóm các tông đồ trong phòng tiệc ly. Và Mẹ đã cảm nhận được cái thân phận thấp hèn của mình, tất cả được Thiên Chúa cất nhắc và tôn vinh. Tất cả những hồng ân trong cuộc đời của Mẹ là do lòng thương xót của Thiên Chúa. Và Mẹ đã không tách biệt những cái biến cố, những sự kiện trong cuộc đời của Mẹ ra thành những cái sự kiện riêng lẻ, nhưng Mẹ nối kết nó vào trong dòng chảy của lịch sử cứu độ. Toàn bộ bài ca Magnificat chúng ta thấy tràn ngập tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa ở trong đó. Thiên Chúa như mặc khải ở trong Cựu Ước là đấng vô cùng nhân hậu, từ bi, chậm giận
và giàu tình thương. Thiên Chúa đó nói theo ngôn ngữ của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Và nói theo ngôn ngữ của Đức Phanxicô, Thiên Chúa có một tên gọi, một danh xưng, và tên gọi hay danh xưng đó chính là lòng thương xót. Cái nét đẹp thứ hai chúng ta được chiêm ngắm ở trong bức tranh, trong bài ca Magnificat của Đức Trinh Nữ Maria hôm nay, đó là lòng trung tín. Lòng trung tín, lòng trung tín đó không phải của con người. Bởi vì nếu chúng ta nhìn lại dòng lịch sử cứu độ, chúng ta thấy đó là một cái chặng đường dài của những bất trung, của những tráo trở, của những phản bội của dân tộc Israel. Nhưng bất chấp tất cả những sự bất trung, bất tín đó, Thiên Chúa vẫn trung tín với lời hứa của Ngài, vẫn trung tín với giao ước mà Ngài đã ký kết với các tổ phụ, với dân Israel. Và trong bài ca Magnificat, chúng ta cũng thấy cái điều đó tràn ngập ở trong đó. Đức Chúa nhớ đến các tổ phụ, Đức Chúa nhớ đến những lời người đã hứa để tỏ lòng thương xót Abraham cũng như con cháu của Ngài. Và kính thưa cộng đoàn, trong cái nét đẹp đó, ngày hôm nay chúng ta cử hành lễ 11 anh em tuyên khấn trọng thể trong dòng Đa Minh. Và đây cũng là cái giây phút để tôi xin phép được mời gọi, nhắc nhở các anh em của chúng tôi, cũng như là những tâm tình chia sẻ với toàn thể cộng đoàn. Thưa anh em, nếu anh em nhìn lại toàn bộ hành trình cuộc đời của anh em cho đến giây phút này, kể từ lần đầu tiên khi anh em nằm xuống chuẩn bị tuyên khấn lần đầu, anh em đã xin gì? Xin thưa lòng thương xót của Chúa và của anh em của dòng. Ngày hôm nay anh em lại nằm xuống một lần nữa và anh em lặp lại điều đó. Tôi không ngại để nói với anh em rằng đây là điều mà chúng ta phải lặp đi lặp lại trong suốt cuộc đời của mình. Và không phải chỉ nói với anh em, cũng là cái tâm tình của chính bản thân tôi. Mỗi sáng mai thức giấc, mỗi khi bắt tay vào một công việc gì, đều lặp lại và nhắc nhở cho mình: con xin lòng thương xót của Chúa và của anh em. Bởi vì khi anh em ý thức được điều đó, anh em cảm nghiệm được điều đó, anh em đụng chạm được đến trái tim thương xót của Thiên Chúa, thì anh em mới có khả năng trở thành một nhà giảng thuyết đích thực. Trong quy chế đào tạo của dòng chúng ta đã xác định cái mục đích của việc đào tạo rất rõ. Mục đích của việc đào tạo trong dòng Đa Minh là để tạo ra các anh em giảng thuyết. Và nhà giảng thuyết ấy giảng cái gì? Thưa giảng ân sủng, thưa giảng tình yêu và giảng lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi anh em suy nghĩ về đó, anh em được mời gọi để đụng, được chạm đến trái tim thương xót đó. Có như vậy thì anh em mới có một cái cảm thức đức tin. Anh em mới có một cái thái độ khiêm tốn, cúi đầu, giống như Đức Trinh Nữ Maria trong tin mừng ngày hôm nay. Và cái nét đẹp thứ hai trong bức tranh cũng là một lời mời gọi đối với tất cả anh em: sự trung tín. Ngày hôm nay trong bối cảnh xã hội, cả đời cũng, cả bên đạo cũng như bên đời, chúng ta thấy, chúng ta nghe nói đến sự trung tín, trung thành, xem ra nó là một điều gì đó xa xỉ. Những lời cam kết của những người sống đời sống hôn nhân gia đình, trung tín, trung thành với nhau, xem ra khó quá. Những cái cam kết, những cái hiệp ước của các liên minh quân sự, xem ra nó chẳng có điều gì là chắc chắn. Người lãnh đạo này lên có thể thay đổi toàn bộ. Và ngay trong đời tu, cái sự trung tín cam, trong cái lời cam kết của mình, cũng là một cái thách đố.
Và ngày 28 tháng Giêng năm 2017 thì trong bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Francisco, Ngài gặp gỡ, Ngài chia sẻ với bộ các tu hội thánh hiến và tu đoàn tông đồ trong cái cuộc họp, trong cái hội nghị với cái chủ đề là lòng trung tín và sự kiên trì, những trách nhiệm liên đới và đan xen. Thì Đức Giáo Hoàng nói rằng hiện nay trong thế giới ngày hôm nay chúng ta đang gặp cái khủng hoảng lớn về cái lòng trung tín. Và những điều Ngài giáo huấn cũng như những cái nội dung của cái hội nghị đó được đúc kết lại vào đầu năm 2020 qua một tập sách mỏng được xuất bản bởi Bộ các tu hội thánh hiến và tu đoàn tông đồ mang tựa đề Hồng Ân Trung Tín và Niềm Vui Kiên Trì. Cái sự trung tín đó nó không đặt nền trên cái sức riêng của con người chúng ta, mà nó được xem là một hồng ân. Nó đặt nền trên sự trung tín, trung thành của Thiên Chúa. Và người tu khi tuyên khấn được mời gọi để sống sự kiên trì, sống tinh thần kiên trì, kiên nhẫn trong niềm vui, để có thể mở rộng tâm hồn và trái tim của mình hầu có thể đón nhận được cái hồng ân trung tín ấy. Trong ngày hôm nay, lát nữa đây, anh em đọc cái công thức khấn. Và nhiều người nói với tôi rằng khi đi dự lễ khấn trong nhà dòng, lễ khấn trọng, khi nghe các thầy đọc vâng phục cho đến chết những lời đó, nghe sợ quá. Vâng, nếu cứ dựa trên sức riêng của con người thì quá thật, chúng ta khó có thể sống trung tín được với những điều mà chúng ta cam kết. Chỉ khi nào chúng ta mở rộng tâm hồn, xác tín một cách chắc chắn tất cả những gì mình có cho đến giây phút này và mãi về sau trong cuộc đời của mình là do lòng thương xót của Chúa, thì anh em mới có một sự xác tín chắc chắn, và anh em mới tìm được cái niềm vui đích thực để anh em kiên trì nhẫn nại đón nhận cái ơn trung tín ấy. Chúng ta xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, của Cha Thánh Đa Minh, ban cho các anh em ngày hôm nay khi anh em quỳ xuống và đọc lời tuyên khấn cho đến chết, anh em thực sự cảm nhận một cách sâu xa rằng tất cả là hồng ân, là lòng thương xót mà Chúa và dòng dành cho anh em. Để rồi anh em cố gắng, nỗ lực, kiên trì, nhẫn nại, cộng tác với ơn của Chúa, anh em có thể sống hạnh phúc và trung tín trong suốt cuộc đời còn lại của anh em. Amen. Mời các khấn sinh tiến lên. Giờ đây, cha giám tỉnh sẽ thẩm vấn về quyết định tuyên khấn trọng thể của anh em. Anh em rất thân mến, nhờ bí tích rửa tội, anh em đã chết cho tội lỗi và được thánh hiến cho Thiên Chúa. Anh em có muốn nhờ lời khấn trọng mà kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô và Hội Thánh không? Anh em có muốn theo nếp sống tông đồ của dòng chúng ta để tiến tới trong tình mến Chúa yêu người như những kẻ khát khao ơn cứu độ của mình và tha nhân theo chân đấng cứu thế không? Nhờ ơn Chúa và nhờ sự giúp đỡ của dòng con luôn. Anh em có muốn nhờ ơn Chúa Thánh Thần tuyên khấn trọng thể để hội nhập vào dòng chúng tôi, được thánh hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa, dấn thân cho Hội Thánh bằng một cách thức hoàn toàn chuyên lo việc truyền giảng lời Chúa không? Nhờ ơn Chúa và nhờ sự giúp đỡ của dòng con luôn. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc người đã khởi sự nơi anh em. Kính mời cộng đoàn đứng,
chúng ta cùng hiệp ý với cha chủ tế, nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ân lành xuống trên các khấn sinh. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là cha tỏa năng, lấy lòng nhân hậu tuôn đổ phúc lành của Người xuống trên các tôi tớ Người đây, là những kẻ đã được mời gọi theo sát Chúa Kitô trên con đường hoàn thiện. Xin Chúa lấy tình cha mà củng cố họ trong quyết định thánh thiện này. Mời các khấn sinh phủ phục, mời cộng đoàn quỳ. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Thánh Mica-en, cầu cho chúng con. Các thánh thiên thần của Thiên Chúa, cầu cho chúng con. Thánh Giuse, Thánh Gioan Tây Gia, cầu cho chúng con. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, cầu cho chúng con. Thánh Andrê, cầu cho chúng con. Thánh Gioan, Thánh Nữ Maria Magdalena, cầu cho chúng con. Thánh Tê-phan-ô, cầu cho chúng con. Thánh Lô-rê-xô, cầu cho chúng con. Thánh Ignacio Antiochia, Thánh Nữ Anne, cầu cho chúng con. Thánh Vinh Sơn Liêm và các thánh tứ đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Thánh Gregorio, cầu cho chúng con. Thánh Augustino, Thánh Athanasio, cầu cho chúng con. Thánh Basilio, cầu cho chúng con. Thánh Benedicto, cầu cho chúng con. Thánh Phan Sinh và Thánh Đa Minh, Thánh An Bê Tô, cầu cho chúng con. Thánh Tô Ma A Quy Nô, cầu cho chúng con. Thánh Vinh Sơn Phê Ri Ê, cầu cho chúng con. Thánh Y Nha Si Ô, Thánh Vinh Sơn Phaolô, cầu cho chúng con. Thánh Gioan Bosco, cầu cho chúng con. Thánh Nữ Catarina Thành Siena, cầu cho chúng con. Thánh Nữ Teresa Giêsu,
các thánh nam nữ của Thiên Chúa. Cầu cho chúng con. Xin Chúa tỏ lòng khoan dung. Xin Chúa cứu chữa chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin Chúa cứu chữa chúng con khỏi mọi tội lỗi. Coi chết muôn đời. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì mầu nhiệm Chúa làm người. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì Chúa chịu chết và sống lại. Vì Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Chúng con là kẻ có tội. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương gia tăng hồng ân Thánh Thần nơi Đức Thánh Cha Phanxicô và nơi các giám mục. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương hướng dẫn đời sống và hoạt động của các tu sĩ tới sự thăng tiến xã hội nhân loại. Xin Chúa đoái thương cho các tu sĩ đây được gắn bó chặt chẽ hơn với công trình cứu Chúa. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cho các tội tớ Chúa đây ngày càng nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, trường tử của muôn vạn anh chị em. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đoái thương cho các tội ta Chúa đây được chúng kiên bền vững. Lạy Đức Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nhậm lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nhậm lời chúng con. Lạy Chúa chúng con này, xin Chúa lắng nghe những lời dân Chúa nguyện xin. Và nhờ Đức Maria là Thiên Chúa Thánh Mẫu, là Hiền Mẫu và là Đấng Bảo Trợ của dòng chúng con. Và nhờ Thánh Đa Minh Tổ Phụ chúng con chuyển cầu, xin Chúa ban ơn thiêng chuẩn bị tâm hồn cho các tôi tớ Chúa, để ngọn lửa của Chúa Thánh Thần thanh tẩy những tấm lòng sắp hiến dâng cho Chúa, sạch mọi vết nhơ tội lỗi và đốt lên lòng yêu mến nồng nàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời các khấn xin đứng, mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây, từng khấn xin sẽ tiến lên, quỳ gối và đặt tay lên sách hiến pháp trong tay cha giám tỉnh và tuyên khấn trọng thể.
Con là tu sĩ Giuse Phan Minh Sơn, tuyên khấn và hứa tuân phục Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Đa Minh và Cha, tu sĩ Thomas Aquino Nguyễn Trường Tam giám tỉnh, tỉnh dòng nữ vương các thánh tử đạo Việt Nam, thay mặt tu sĩ Gieda Francesco Timone, tổng quyền dòng anh em giảng thuyết và các vị kế nhiệm người theo tu luật Thánh Âu Tinh và hiến pháp dòng anh em giảng thuyết, con sẽ tuân phục cha và các vị kế nhiệm cha cho đến chết. Con là tu sĩ Đa Minh Nguyễn Công Hàm, tuyên khấn và hứa tuân phục Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Đa Minh và Cha, tu sĩ Thomas Aquino Nguyễn Trường Tam, giám tỉnh, tỉnh dòng nữ vương các thánh tử đạo Việt Nam, thay mặt tu sĩ Gera Francisco Timone, tổng quyền dòng anh em giảng thuyết và các vị kế nhiệm người, theo tu luật Thánh Âu Tinh và hiến pháp dòng anh em giảng thuyết, con sẽ tuân phục cha và các vị kế nhiệm cha cho đến chết. Con là tu sĩ Francisco Xavier Phan Thiên Quang, tuyên khấn và hứa tuân phục Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Đa Minh và Cha, tu sĩ Thomas Aquino Nguyễn Trường Tam, giám tỉnh tỉnh dòng nữ vương các thánh tự đạo Việt Nam, thay mặt tu sĩ Gera Francisco Timone, tổng quyền dòng anh em giảng thuyết và các vị kế nhiệm người, theo tu luật Thánh Âu Tinh và hiến pháp dòng anh em giảng thuyết, con sẽ tuân phục cha và các vị kế nhiệm cha cho đến chết. Con là tu sĩ Giuse Nguyễn Phú Quý, tuyên khấn và hứa tuân phục Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Đa Minh và Cha, tu sĩ Thomas Aquino Nguyễn Trường Tam, giám tỉnh, tỉnh dòng nữ vương các thánh tử đạo Việt Nam, thay mặt tu sĩ Gera Francisco Timone, tổng quyền dòng anh em giảng thuyết và các vị kế nhiệm người, theo tu luật Thánh Âu Tinh và hiến pháp dòng anh em giảng thuyết, con sẽ tuân phục cha và các vị kế nhiệm cha cho đến chết. Con là tu sĩ Đa Minh Nguyễn Công Thuấn, tuyên khấn và hứa tuân phục Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Đa Minh và Cha, tu sĩ Thomas Aquino Nguyễn Trường Tam, giám tỉnh, tỉnh dòng nữ vương các thánh tử đạo Việt Nam, thay mặt tu sĩ Gera Francisco Timone, tổng quyền dòng anh em giảng thuyết và các vị kế nhiệm người, theo tu luật Thánh Âu Tinh và hiến pháp dòng anh em giảng thuyết, con sẽ tuân phục cha và các vị kế nhiệm cha cho đến chết. Con là tu sĩ Phêrô Hoàng Khanh Nguyễn Ngọc Thạch, tuyên khấn và hứa tuân phục Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Đa Minh và Cha, tu sĩ Thomas Aquino Nguyễn Trường Tam, giám tỉnh, tỉnh dòng nữ vương các thánh tử đạo Việt Nam, thay mặt tu sĩ Gera Francisco Timone, tổng quyền dòng anh em giảng thuyết và các vị kế nhiệm người, theo tu luật Thánh Âu Tinh và hiến pháp dòng anh em giảng thuyết, con sẽ tuân phục cha và các vị kế nhiệm cha cho đến chết.
Con là tu sĩ Thomas Trần Minh Thắng, tuyên khấn và hứa tuân phục Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Đa Minh và Cha, tu sĩ Thomas Aquino Nguyễn Trường Tam, giám tỉnh tỉnh dòng Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thay mặt tu sĩ Gera Francisco Timone, tổng quyền dòng anh em giảng thuyết và các vị kế nhiệm người, theo tu luật Thánh Âu Tinh và hiến pháp dòng anh em giảng thuyết, con sẽ tuân phục cha và các vị kế nhiệm cha cho đến chết. Con là tu sĩ Giuse Nguyễn Bảo Hoàng, tuyên khấn và hứa tuân phục Thiên Chúa, Đức Maria, Thánh Đa Minh và Cha, tu sĩ Thomas Aquino Nguyễn Trường Tam, giám tỉnh tỉnh dòng Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thay mặt tu sĩ Gera Francisco Timone, tổng quyền dòng anh em giảng thuyết và các vị kế nhiệm người, theo tu luật Thánh Âu Tinh và hiến pháp dòng anh em giảng thuyết, con sẽ tuân phục cha và các vị kế nhiệm cha cho đến chết. Con là tu sĩ Giuse Đào Duy Hiếu, tuyên khấn và hứa tuân phục Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Đa Minh và Cha, tu sĩ Thomas Aquino Nguyễn Trường Tam, giám tỉnh tỉnh dòng Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thay mặt tu sĩ Gera Francisco Timone, tổng quyền dòng anh em giảng thuyết và các vị kế nhiệm người, theo tu luật Thánh Âu Tinh và hiến pháp dòng anh em giảng thuyết, con sẽ tuân phục cha và các vị kế nhiệm cha cho đến chết. Con là tu sĩ Giuse Nguyễn Khải Hoàn, tuyên khấn và hứa tuân phục Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Đa Minh và Cha, tu sĩ Thomas Aquino Nguyễn Trường Tam, giám tỉnh tỉnh dòng Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thay mặt tu sĩ Gera Francisco Timone, tổng quyền dòng anh em giảng thuyết và các vị kế nhiệm người, theo tu luật Thánh Âu Tinh và hiến pháp dòng anh em giảng thuyết, con sẽ tuân phục cha và các vị kế nhiệm cha cho đến chết. Con là tu sĩ Đa Minh Nguyễn Anh Vũ, tuyên khấn và hứa tuân phục Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Đa Minh và Cha, tu sĩ Thomas Aquino Nguyễn Trường Tam, giám tỉnh, tỉnh dòng Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thay mặt tu sĩ Gera Francisco Timone, tổng quyền dòng anh em giảng thuyết và các vị kế nhiệm người, theo tu luật Thánh Âu Tinh và hiến pháp dòng anh em giảng thuyết, con sẽ tuân phục cha và các vị kế nhiệm cha cho đến chết. Mời các khấn xin quỳ, mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng hiệp ý với cha chủ tế trong lời nguyện thánh hiến. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch và căn nguyên mọi điều thánh thiện, đấng yêu thương loài người. Chúa đã sáng tạo đến mức ban cho họ ơn thông hiệp vào bản tính của người. Thánh ý Chúa đã quyết định như thế, nên cho dù sự bất trung của nguyên tổ loài người hay tội ác của thế gian cũng không thể làm thay đổi được. Từ buổi sơ khai, Chúa ban cho chúng con gương sống công chính của ông A-ben, gương tín thác nơi lời Chúa hứa của tổ phụ Abraham, của các ngôn sứ và bao bậc thánh nhân khác. Nổi bật nhất là Đức Trinh Nữ Maria với lời xin vâng đã cưu mang và sinh hạ lời cứu độ
cứu độ thế giới là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Đức Kitô là khuôn mẫu thánh thiện, từ ngôi vị Thiên Chúa đã tự hạ trở nên nghèo hèn để chúng con được sung mãn ơn phúc, đã mang thân phận nô lệ cho chúng con được tự do. Nhờ mầu nhiệm phục sinh, Người đã cứu chuộc thế gian và thánh hóa hội thánh bằng một tình yêu khôn tả. Người còn tiếp tục trang điểm cho hội thánh bằng những hồng ân của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần soi sáng và thúc giục vô số tín hữu tiếp bước Đức Kitô, hiệp thông mật thiết với Người trong sứ vụ thánh hiến nhân loại qua đời sống khước từ thế gian, chuyên chăm cầu nguyện, bác ái và phục vụ. Lạy Cha, xin đoái nhìn các tôi tớ Cha đã quan phòng kêu gọi. Xin ban xuống trong tâm hồn họ thần khí thánh thiện, để điều họ đã vui mừng khấn hứa thì cũng trung tín chu toàn. Xin cho họ chăm chú chiêm ngưỡng gương Thầy Chí Thánh và chuyên cần noi theo. Lạy Cha, xin ban cho các anh em này được sống khiết tình vẹn toàn, thanh bần vui tươi và tuân phục quảng đại. Xin cho đời sống của họ góp phần xây dựng hội thánh, nỗ lực cứu độ trần gian và trở nên dấu chỉ hạnh phúc trên trời. Lạy Cha Chí Thánh, xin Cha phù trì, hướng dẫn các tôi tớ Cha đây, và khi họ đến trước tòa con Cha, xin Cha trở nên phần thưởng cho họ, để họ được hân hoan vì đã chu toàn nhiệm vụ đạo đức của mình, và được vững vàng trong tình thương của Cha, được chung phần hạnh phúc với các thánh, và hợp cùng các ngài mà tôn vinh Cha muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mời các khấn xin đứng, mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây, kính mời cha giám sư sinh viên, cha bề trên tu viện Rất Thánh Mân Côi, quý cha bề trên các tu viện trong tỉnh dòng và cha phụ tá giám tỉnh sẽ đại diện cho các anh em trong tỉnh dòng cũng như toàn dòng chúc mừng và trao bình an cho các anh em khấn xin. Con nguyện luôn trung thành với Chúa, nguyện đem ơn Chúa đến mọi nơi, truyền rao chân lý cho muôn người, sống cuộc đời chứng nhân nước trời. Và con xin cộng đoàn cùng chúc mừng các khấn xin bằng những tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Nghi thức tuyên khấn trọng thể đến đây là kết thúc. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ giữa muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhận thế
Thank you.
nghĩa thánh cuộc đời. Có tròn đôi niềm và trong chén thánh pha vào giọt nước man trần gian hiệp với lễ dâng cực thánh rượu nhỏ thơm và tâm bánh xin dâng về Chúa là Cha chi nhân. Biết lấy gì, con biết lấy gì mà dâng lên Chúa, Chúa ơi, vì đời con anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với Thánh Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và lưu ích cho chúng ta cùng toàn lễ hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng kính để mừng Đức Trinh Nữ Maria hồn xác về trời. Vì lời người cầu thay nguyện giúp, xin cho lòng chúng con bừng cháy lửa mến yêu và luôn luôn hướng về Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hôm nay Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa được đưa về trời, người là khởi đầu, là hình ảnh của hội thánh viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Cha không muốn người chịu cảnh hư nát trong mộ, vì người đã sinh hạ con cha yêu quý là đấng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế, hiệp với các thiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi cha và tung hô rằng... Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa càng cao. Chúa trên các tầng trời, chúc tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu,
sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Cha, xin nhớ đến những người anh em tu sĩ ngày hôm nay tần hiến cho Cha. Xin cho họ sống với Cha cho hết tình con thảo và đem hết cuộc đời làm rạng danh Cha. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, Cha Thánh Đa Minh và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và yên trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Con xin đến với Ngài, con xin đến với Ngài bằng tấm lòng nồng ấm yêu thương. Vâng, con xin đến với Ngài, con xin đến với Ngài bằng niềm tin thâm sâu, bằng lửa cháy con tim, bằng khát khao tâm hồn, bằng thầm giá hàng ngày con mang theo. Loan tin mừng cứu độ,
ban hồng ân cứu rỗi. Chúa đã gọi con, Chúa đã gọi con. Này con xin vâng, này con xin vâng, này con xin vâng, này con xin vâng. Vâng Chúa ơi, con sẽ tìm giàu sang trong nghèo khó. Con sẽ tìm tự do trong thước bò. Con sẽ tìm tìm an vui nơi Chúa, tìm hạnh phúc chính Ngài. Và tình yêu trong con không bao giờ phôi phai. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích cứu độ. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng con xin kính mời quý cha và cộng đoàn an tọa. Giờ đây, cha giám tỉnh sẽ thay lời cho tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam gửi lời tri ân tới cộng đoàn đến hiệp dân thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho các khấn xin hôm nay. Kính thưa quý cha đồng tế, kính thưa quý bề trên, quý tu sĩ, kính thưa quý ông bà cố, quý thân nhân và ân nhân của các thầy cũng như của tỉnh dòng và thưa toàn thể cộng đoàn. Con xin thay mặt cho tất cả anh em trong tỉnh dòng cách riêng là 11 anh em ngày hôm nay tuyên khấn trọng thể trong dòng để nói lên tâm tình tri ân cảm tạ của chúng con. Tâm tình đầu tiên và trước hết, chúng con cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho chúng con có những ơn gọi, có những anh em can đảm dấn thân tuyên khấn ở trong dòng. Ngày 13 vừa qua, chúng con đón nhận 9 anh em tuyên khấn lần đầu. Và ngày hôm nay, 11 anh em tuyên khấn trọn đời. Đây là một ân ban mà Chúa ban cho dòng chúng con. Và chắc chắn rằng trong đó có công khó của tất cả quý vị. Quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố và toàn thể cộng đoàn đã cách này cách khác trực tiếp hay gián tiếp liên đới với chúng con trong việc đào luyện các anh em của chúng con. Để rồi ngày hôm nay, cái hoa trái mà chúng con thu hoạch quả là lớn lao và tràn đầy niềm vui mừng. Và trong tâm tình đó, con xin được đặc biệt cảm ơn, tri ân quý ông bà cố,
quân bà cố đã ươm mầm ơn gọi ở trong đời sống gia đình, giúp cho các người anh em của chúng con cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, nhận ra được tiếng của Chúa gọi. Và ngày hôm nay anh em đã tuyên khấn trọng thể ở trong dòng. Tất cả những công khó của quý ông bà cố, những dãi nắm dầm mưa, biết bao nhiêu cái lo toan phiền muộn, ông bà cố đã gánh hết để cho những người con của mình được yên tâm tu học ở trong dòng. Và ngày hôm nay chúng con được thu lượm các hoa trái ấy. Chúng con xin hết lòng cảm tạ tri ân và xin Chúa chúc phúc cho quý ông bà cố được luôn luôn bình an, mạnh khỏe, an vui trong tuổi già, trong ơn gọi của mình. Và xin tiếp tục cầu nguyện cho 11 người anh em của chúng con đây. Ngày hôm nay tuy rằng là lời tuyên khấn trọn đời, khấn cho đến chết, nhưng hành trình đó còn dài và còn khó khăn lắm. Chúng con cậy nhờ vào lời cầu nguyện và nâng đỡ của quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ, quý ông bà cố, quý thân nhân và toàn thể cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ các anh em chúng con trong hành trình ơn gọi của mình. Và trong giờ phút này con cũng xin cảm ơn cha giám sư sinh viên, cha bề trên, các anh em trong tu viện Đức Thánh Mân Côi. Quả thật đây là cái thành quả, những cái nỗ lực khó khăn của cha giám sư cũng như các anh em trong ban đào tạo và cha bề trên cũng như các anh em trong tu viện. Đây là cơ hội để chúng ta ý thức được cái trách nhiệm đào tạo của cộng đoàn và cũng là cái cơ hội thần tiện để cho con nói lời cảm ơn các anh em. Anh em đã cố gắng chu toàn cái trách nhiệm của mình để rồi 11 anh em của chúng ta đã trưởng thành trong đời tu, trong ơn gọi và ngày hôm nay có một cái quyết định để tuyên khấn trọng thể trong dòng. Đấy là điều chúng ta cảm ơn nhau, chúng ta cảm tạ Chúa và chúng ta chia sẻ niềm vui mừng với nhau. Và giờ đây con xin thay mặt cho tất cả các anh em trong tình dòng một lần nữa cảm ơn quý cha đồng tế, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ các hội dòng, quý ông bà cố, thân nhân ân nhân của tỉnh dòng của các thầy cũng như toàn thể cộng đoàn. Xin tiếp tục hiệp ý cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin hết lời. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa đã làm nảy sinh và phát triển trong lòng các anh em ý định tần hiến cho người. Xin Chúa ban ân sủng giúp anh em ngày một can đảm hơn để trung thành đáp lại lời người kêu gọi. Amen. Xin Chúa làm cho anh em nên dấu chỉ và chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa trước mặt mọi người. Amen. Ở trần gian này, xin Thiên Chúa đã ban cho anh em được gắn bó với Đức Kitô. Mai sau trên thiên quốc, xin người cũng thương ban cho các anh em được kết hợp với Đức Kitô. Amen. Còn tất cả anh chị em tham dự thánh lễ này, xin Thiên Chúa tỏa năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Jesus, benedictum fructum ventris tui.
mà tình Chúa dạt dào khắp nơi. Chúa chính là chân lý, là lẽ sống và là con đường. Chúa chính nguồn bình phúc, nguồn ánh sáng và nguồn tình yêu. Lạy Chúa, tình yêu Chúa nay con chân lý con xây tình tròn, nguyện đời con thành khúc tri ân. Và lạy Chúa, nguyện đời con thành nhân chứng Ngài, luôn kiên vững, luôn báo tin vui, ban ân phúc cho muôn ngàn người và chờ che người không chốn nơi. Con biết chia sẻ nỗi buồn, tìm đến với bao kiếp chia xa. Người suy yếu đâu tật nguyền, và đời ai tìm đến bên con. Vì lạy Chúa, con vẫn biết đời con đáng gì. Con vẫn biết rằng con vẫn biết thân con. Chúa dùng con, Chúa ơi.